Om Oda C5 dễ bán tại Việt Nam tháng này với hai phiên bản, giá khoảng 700 triệu, có Aders, nội thất chảnh, đấu Corolla Cross. Sau khoảng 10 tháng kể từ khi lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam dưới dạng xe mẫu, Om Oda C5 có khả năng sẽ được bán ra ngay tháng này. Theo thông tin từ một số cá nhân nhận là tư vấn bán hàng đại lý Om Oda và JCOO, mẫu xe C5 sẽ xuất hiện trong tháng 10 này. Thông tin này chưa được xác nhận bởi hãng. Giá bán dự kiến chưa có nhưng được phía người bán ước tính là khoảng 700 triệu đồng. Người này cho biết xe sẽ được nhập từ Indonesia ở lô đầu, trước khi hãng hoàn thiện xong nhà máy ở Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2024, Om Oda mang tới mẫu C5 với hai phiên bản cho giới truyền thông trong nước trải nghiệm thử. Đến thời điểm này, đã có những chiếc C5 ra biển số. Điều này ngầm khẳng định việc mở bán bản thương mại của C5 đang rất gần. Trước đây, tại sự kiện trải nghiệm hồi đầu năm, Om Oda C5 được mang tới với hai phiên bản. Đến khi bán thương mại, nhiều khả năng mẫu xe này tiếp tục được chia thành hai phiên bản. Theo thông tin từ người bán, sự khác biệt lớn giữa hai phiên bản C5 chủ yếu nằm ở một số tính năng ADAS hay tiện nghi bên trong như cửa sổ trời, ghế chỉnh điện. Một số điểm giống nhau nằm ở ngoại hình và khối động cơ 1.5 lít tăng áp, công suất 150 mã lực, mô men xoắn 230 Nm. Có thể xếp Om Oda C5 vào phân khúc B+ như Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-30. Xe có kích thước tổng thể 4.400, 1.830, 1.585mm, chiều dài cơ sở 2.630mm. Điểm nổi bật ở ngoại hình xe là kiểu dáng cúp. Mặt trước được thiết kế kiểu 3D hiện đại, cho cảm giác giống xe điện. Đèn chiếu sáng LED đặt thấp. Bộ mâm 18 inch cách điệu cầu kỳ và sơn hai tông màu tương phản. Cũng dùng màn hình kép như nhiều xe khác. Nhưng C5 có nội thất trông khá chảnh với cụm màn hình kép được làm cách điệu. Các nút vật lý rất ít xuất hiện. Cần số là loại điện tử. Màn hình xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Một số tính năng ADAS đáng chú ý hứa hẹn có trên C5 gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha thông minh.